Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kiếm hiệp hệ thống và trong buổi tối ngày hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục với diễn biến của tập 421 Bắc Tống phòng đầu. Hả? Cầu ca, bát kim thúc đồng loạt hướng về Lý Kỳ nhìn. Lý Kỳ cũng chỉ có người hiểu ta. Nhã nội cảm tính lập tức cảm động khóc như mưa, có thể thấy được người khác hiểu mình như vậy thật là một loại hạnh phúc lớn lao à. à. Lý Kỳ vội sửa lời nói. Ây. à, ta không phải là ý tứ này, ta nói là các ngươi tại sao lại phải đánh công từ nhà Tân thiếu thầy? Cao nhà nội nói, Ờ, à, đánh nhau mà thôi, chuyện này chẳng phải là rất bình thường sao? Ờ, à, nào có vì sao? Nghiệt tử, ngươi còn không nhận sạch. Cao cầu giết gà một tiếng, hai chân đã vận sức chờ phát động. Lý Kỳ vội hỏi, thái úy, bình tĩnh một chút trơn nóng, bình tĩnh một chút trơn nóng. Cao cầu thu hồi chân lạt, chỉ vào hai cái tên dở hơi, phấn nộ quát. Hai người, quỳ xuống cho ta. À, giờ đó tử đã hô quỳ rồi, làm con nào dám ngỗ nghịch. Hai tên dở hơi song song quỳ xuống. Lý Kỳ thiếu chút nữa là cười ra tiếng, trong lòng sớm đã hiểu, kỳ thật trước kia cao nhân nội cũng thường xuyên cùng với vương tiền ân đối đầu đấy, nhưng lúc đấy cậu ca chính là đại hồng nhân bên cạnh hoàng thượng. Không kém hơn so với cả vương phủ. Song phương cũng không có chuyện gì bởi vì đứa con cãi nhau mà lại trở mặt, như vậy thì không khỏi quá là chuyện bé xé ra to rồi. Nhưng hiện giờ địa vị của cậu ca không lớn bằng lúc trước rồi, mà tần cối lại như mặt trời ban trưa, người đánh con của người ta. Nếu tần cối truy cứu tới, Cao Cao có thể không có năng lực tự bảo vệ mình nhưng bây giờ chỉ có thể cầu lý kỳ tương trợ để nói thái úy bắt kiêm thúc về này các ngươi đừng có lo lắng người trẻ tuổi đánh nhau cũng không quá đáng hắn tuy rằng không lớn hơn bọn họ bao nhiêu nhưng địa vị thì vẫn còn ở đó không bất kim buồn giàu nói điều này ta cũng biết nhưng vấn đề là tần tiếu tề khả năng không nghĩ như vậy cao cầu cũng nói người cũng biết tần tiếu tề không có con trai đứa con trai này là con thừa tự bọn họ vô cùng sùng ái đứa con trai này Liên hiện giờ nói ôi ngày từ này xem như là hại chết ta rồi giờ tần cối và vương thị cũng chưa có con trai hiện tại đứa con trai này của y là tần trí là từ chỗ anh vợ y để cho làm con thừa tự đó chính là coi như là châu bóng mà trân trọng bởi vì ở cổ đại một khi làm con thừa tự vậy đó chính là con trai ruột của mình rồi có hay không có người biết được à nói không chừng con riêng của người ta đều lên trung học rồi chứ lý kỳ đương nhiên là biết việc này lại hướng cao nhà nội hỏi à, nhà nội theo kiểu các ngươi ra tay có nặng không Giờ nếu đánh cho tàn phế, vậy tần cối khẳng định sẽ không từ bỏ ý đồ, thậm chí có thể sẽ náo đến tận chỗ hoàng thượng đấy. Cao nhà nội và tiêu kiều liếc nhau một cái. Cao nhà nội cẩn thận nói, à, ra tay cũng không phải là nhẹ nhưng cũng không có sử dụng vũ khí. Hơn nữa vẫn là có trường mực đấy, không có đánh chỗ yếu hại của gã. Đám đảng công tử đã đánh nhau, kỳ thật vẫn có đứng mực đấy. Bọn họ trời sinh tinh hiếu động nhưng cũng không có ngu xuẩn. Hơn nữa, cùng một đối phương cũng không có tâm kiều đại hận gì. Sẽ không công kích bộ vị trọng yếu của đối phương. Cao cầu như đứa con trai chỉ biết lắc đầu than thở, lại nói với Lý Kỳ. À, Lý Kỳ, việc này khả năng phải phiền toái ngươi từ giữa điều dài một chút. Chúng ta có thể bồi thường chút tiền cho tần thiếu thể chỉ yêu cầu là dàn xếp ổn thỏa thôi. Ông ta nói là một ít tiền, nhưng mà chắc chắn là sẽ không ít. Dù sao tần cối là thiếu thể, người đền tiền thì phải làm cho xứng đáng với địa vị của người ta. Lý Kỳ nói thẳng. Tại vì nếu công tử nhà tần cối không có gì trở ngại thế thì không sao còn nếu bị tàn tật gì đó ta thấy tần cối nhất định sẽ không từ bỏ ý đồ đâu nhưng cũng xin hai vị yên tâm chỉ bằng giao tình của ta cùng với nhà nội và tiểu kiều việc này sẽ không ngồi xem mặc kệ cao cầu thấy lý kỳ nguyện ý ra mặt trong lòng lập tức nhẹ nhàng thở ra hiện tại trong triều cũng chỉ có thể có lý kỳ là cùng với tần cối có lực lượng ngang nhau mà thôi vậy thì rất cảm ơn thái úy khai khí lý kỳ lại khoát tay nói như vậy đi ta dẫn hai người bọn họ đi thiếu tể phủ chịu nhận lỗi thuận tiện nhìn thương thế của tần thiếu công tử như thế nào các nhà nội thì không tình nguyện rồi buồn bực nói còn phải nhận lỗi nữa. Một câu nói kia lập tức đốt lên một đám lửa giận trong lòng của cao cầu. Một cước bay tới trực tiếp đạp cho cam nha nội lăn ra đất, giết gào nói. Cũng phải để cho người bị người ta chỉnh chết, còn không bằng ta tự mình phế người đi. Ba, Hồng Thiên Kiều che mặt ủy khuất nói, ờ, phụ thân còn cũng không có nói gì à. Hồng Bất Kim nói, nhưng trong lòng ngươi chính là nghĩ như vậy. Không có biện pháp, lão tử là lớn nhất, Hồng Thiên Kiều liền cúi đầu thầm nói, à, phụ thân làm sao mà biết được. Hai cái tên dở hơi này, Hai tên dở hơi này ở đây, Lý Kỳ chỉ cầu ca và bắt kim đang lắc đầu đứng dậy, kéo cầu ca đã xài hết cục tức ra nói. À, việc này không nên chậm trễ, ta hiện tại liền dẫn bọn họ đi ngay. Nghĩ thầm rằng nếu đợi sau khi những trường ấn kia tiêu tan rồi, vậy thì sẽ ít đi không ít sự thông cảm mà. Cao cầu về mặt ngượng ngùng nói, vậy thực sự là làm phiền ngươi. Không có việc gì, không có việc gì, việc rất nhỏ mà thôi, vậy vẫn bối liền đi trước. Hồng mất kim đĩnh đạc nói, Lý Kỳ, nếu bọn họ dám nói lung tung, ngươi cứ đánh là được rồi. Dạ, 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 Lý Kỳ gật gật đầu, lôi kéo hai tên dở hơi đi ngay. Hô, oh, ai ơi, cha ta đã đến tuổi như vậy rồi, vậy mà sức của đôi bàn chân vẫn mạnh mẽ như vậy. Ai, cha người còn đỡ, phân nửa đều đá vào trên vòng người, nhưng cha ta chuyên thích đánh vào mặt, hiện tại ta khẽ động miệng một chút cũng đau, xem ra phải đến ngày không có thể ăn thịt rồi. Hai tên dở hơi vừa lên đến xe ngựa đều ngã vào ghế, một tên xoa mông, một tên xoa mặt, muốn bao nhiêu buồn cười thì có bấy nhiêu buồn cười, Lý Kỳ bộ vỗ chân Hồng Thiên Kiều khiến y đem chân buông xuống, sau đó mới ngồi xuống hướng ra ngoài hô. Đi thiếu tệ phục Lý Kỳ hai tay ôm ngực, ánh mắt lướt qua trên mặt hai tên dở hơi nói. Nói đi, đến tận cùng là chuyện gì xảy ra? Các người như thế nào lại va chạm với con trai của Tần Cối? Hồng Thiên Kiều che mặt nói. Đại ca, người không cần biết. Gần đây cái thằng Tần Trí kia rất kiêu ngạo, so với Vương Tuyên Hân lúc trước còn kiêu ngạo hơn. Ai cũng không để vào mắt. Nếu không nể nó là công tử thiếu thể, ta đã sớm đánh rồi theo như sự đổi mới của đại thần ở trong triều đảng thái tử kinh thành cũng đang từ từ đổi mới từ chính đảng là đảng thái tử của một thế hệ kế tiếp trịnh giật đảng thái tử kinh thành lại được gột rửa sạch sẽ lần trước tất nhiên là bởi vì sự kiện nguyên hữu đảng người mới thành người cũ điều này chẳng qua cũng là bình thường mà thôi nhưng ở bên trong một đám đảng thái tử cũ duy chỉ có tứ tiểu công tử sừng sững không ngã mà hiện giờ cao cầu đã không bằng lúc trước rồi đảng thái tử mới lên tất nhiên là khó chịu cha ngươi đều ở bên dưới rồi ngươi còn ở kinh thành xưng hục xưng bá đặc biệt là con trai của tần cối giờ đã trở thành nhân vật lãnh tụ của một đám đảng thái tử mới cao nhân nội khinh thường nói cái thằng kia còn không bằng vương tuyên ân đâu đánh nhau không thể cáo trạng lên bề trên đây chính là quy cục của chúng ta dựa vào phụ thân mà đi dọa người khác còn là tính là anh hùng hào hán cái gì chứ anh hùng hào hán <laughs> còn mẹ nó chứ ta đúng là biết thép vàng lên mặt mình mà Lý kia nói à, cũng đừng có nhiều lời nữa rốt cuộc là chuyện gì xảy ra hồng thiên kiều nhìn về phía cao nhân nội cao nhân nội vừa ra mông vừa nói nó mắng ta ta đương nhiên là phải đánh nó hồng thiên kiều nói ca ca động thủ ta khẳng định là không thể quanh tay đứng nhìn lý kỳ cao mày một khi đã là như vậy vậy vì sao mới vừa rồi ngươi không nói cao nhân nội không nhịn được nói ôi đánh thì cũng đánh rồi nói cái này làm chi lý kỳ nhìn đi một cái trong lòng cũng đoán được một ít khẳng định là tần trí kia mắng cầu ca khi làm quan làm sang làm bệnh làm việc thiên tư trái pháp luật lời kia khẳng định là vô cùng khó nghe dù sao cầu ca cũng thật không phải là một thanh quan thế cho nên trọng giận cái tên giờ hơi này trong lòng cũng không biết nói như thế nào với thằng nhã này mới tốt nếu y nói ra lý do này thì cầu ca nhất định sẽ ít đá đi mấy cái. Nhưng y cũng không nói gì, đơn giản chính là phòng trương cảm thụ của cầu ca, thầm nghĩ. Cũng không biết nên bảo cái thằng nhã này là thông minh hay là hồ đồ, liền nói. Vậy các người có biết thân thế của tần công tử như thế nào hay không? Cao nhà nội nói. Chúng ta mới có ba người, nhưng chúng có tới bảy tám người, như vậy có thể tổn thương bao nhiêu được cơ chứ? Đế kỳ nói. Vậy xài thông đâu rồi? Cao nhà nội nói. Xài thông tam lang hình như không có động thủ là tiểu thiên tuy nhiên tiểu thiên bị phụ thân đánh cho một trận sau đó giam lại Hồng Thiên Kiều bội nói, Kaka, sai thông động thổ nhìn thấy y núp ở phía sau hung hăng đà vài cước. Ta ra tay so với chúng ta còn mạnh hơn một chút, chỉ có điều là không để cho người ta thấy thôi. ạ à, ôi đau! Đây mới là người thông minh, hai người các ngươi là người ngu xuẩn, muốn đánh thì cũng phải đánh thật âm điểm. Lý Kỳ liếc trắng, hai thằng này một cái, liền nói, biết đâu, tiếp tục đánh à? Hồng Thiên Kiều cười ha ha, không dám lên tiếng nữa. Lý Kỳ cười mắng, hai người các ngươi hình như một chút cũng không thấy sợ nhỉ. Ca nhô nội lắc đầu, an hủ Lý Kỳ nói, không có việc gì, không có việc gì. Ta cũng đã quen rồi. Trước kia cũng thường đi nhà Vương Tư nhân chịu nhận lỗi. Đúng rồi, nếu không xuống xe mua ít đồ đi. Lý Kỳ tức giận buồn cười nói. Ngươi ta đúng là kinh nghiệm phong phú à. Nói xong hắn lập tức phân phó nói. Đi mua mấy cân hoa quả đến đây. Nhà nội đã đúng cực kỳ. Việc này cũng không thể tay không mà đi. Cả nhà nội uống một hớp nước trà trực trực vài cái. Rất khó chịu nói. Lý Kỳ, ngươi như thế nào mà không xách theo chút rượu ở trong xe. Thật quá không tiền lợi rồi. Lý Kỳ buồn bực nói. Ngươi còn muốn uống rượu à? Cao nhà nội nói, vì sao không thể muốn? Lên hình trường thì cũng phải cho bắt rượu uống à? Hồng Thiên Kiều yên lặng gật đầu, Lý Kỳ hoàn toàn bị đánh bại rồi. <laughs> Các ngươi thật sự là tuyệt không sợ sao? Cao nhà nội hừ nói, việc này lại không phải lỗi của ta, là nó gây sự trước định. Dù sao, lát nữa ta cũng sẽ không xin lỗi. Ta mà nói xin lỗi, chẳng phải là thừa nhận nó mắng cho ta rất đúng sao? Hồng Thiên Kiều khuyên, À, cà ca cũng không có thể nói như vậy. Nó phải xin lỗi ngươi. Được ngươi cũng mắng tần thiếu thể vài câu, sau đó lại xin lỗi. Như vậy không phải là được rồi sao? Cảm nhà nội trong mắt sáng ngời liên tục gật đầu nói. À đúng, 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 cực kỳ đúng. Đúng cái đầu ngươi. Lý Kỳ ném ra một ánh mắt xem thường. Hai người này thực sự là hết thuốc chữa để nói. Tuy nhiên các người cứ yên tâm. Coi như là các ngươi gây sự đến người này trước, ta còn gánh không nổi sao? Nếu chịu nhận lỗi mà, ta đây đi không phải là đưa tới cửa để cho tần cố nhục nhã sao? Các người đem chuyện đã xảy ra nói với ta một lần. Lý Kỳ vẫn là người lợi hại nha, cha ta chính là càng sống càng nhát gan. Cao nhà nội lập tức vui vẻ ra mặt, chỉ cần không xin lỗi, mọi chuyện đều dễ nói mà. Tại thiếu tể phủ, bà vị, mời. Lý Kỳ dẫn hai tên giờ hơi kia đi vào tiền sảnh của thiếu tể phủ, chỉ thấy tần cối bước nhanh ra đón, cười ha ha. <cười> Ngọn gió nào thổi xuống một xứ tới đây vậy? Khi nói chuyện ý quét mắt về phía cao nhà nội và hồng tiên kiều đứng sau, Lý Kỳ đứng giữa hai đầu lưng mày tức giận mọc tràn lan. Lý Kỳ chắp tay cười nói, ai à, mà muội tới chơi, không cối giờ đến thiếu tể đi. Vãn bối hành lễ với thiếu tể. Cao nhân nội và Hồng Thiết Kiều vô cùng nhu thuận thi lễ một cái. Hậu sinh khả ý à, tân cối không mặn không nhạt nói một câu, sau đó mời Lý Kỳ đi vào trong phòng, lại trai người dâng trà thơm. Hàn huyên một hồi xong, Lý Kỳ cũng không có vòng bo, nói, tần thiếu tể truyền phát sinh đêm qua ở xuân lâu, ta đã nghe nói, hôm nay ta chính là nhận lời nhờ vả của cao theo ý và hồng viên ngoại, đến thăm cháu của ta. Cao Nhân Nội thấp giọng nói với Hồng Tuyên Kiều. À, Tiểu Kiều, ngươi có nghe thấy không? Hồng Tuyên Kiều ư một tiếng nói. Nghe thấy được. Lý Đại Ca kêu cho ta là bát kim thúc, kêu Tần Trí là cháu trai. Như vậy, Cao Nhân Nội yên lặng gật đầu. Tần Cuối ngược lại cũng không có chú ý đến hai cái tên giờ hơi này. Nói, Lý Kỳ gọi con trai của y là cháu trai. Vậy cũng là bình thường mà thôi. Liên khẽ cờ nói. Việc nhỏ như thế, sao dám vất vả mật sứ đại giá? Chuyện thì cũng không tính là lớn, Lý Kỳ nói, nhưng cũng là người làm cha làm mẹ, biết trong lòng thiếu thể khẳng định cũng không vui. Không phải là hai người bọn họ, dựa vào tình cảm đồng nghiệp này ta cũng có thể sang đây xem xem. Đúng rồi, không biết cháu của ta thương thế như thế nào. Tần Cố đột nhiên nhấc đầu về hướng cao nhà nội bên kia nói. "Su mật sứ tại sao không hỏi một chút hai người bọn họ, bọn họ khẳng định so với ta càng thêm rõ ràng. Cao nhà nội ha hả nói, Tần thiếu thể ta cũng bị thương. Lý Kỳ trừng mắt nhìn cái tên dở hơi này một cái, lại hướng tới Tần Cố nói. Tần Thiếu thể việc cấp bách vẫn là thương thế của cháu ta, nếu là có gì cần đấy mà ta có thể bảo thập nương tới nhìn giúp cháu trai ta tần cô nói thực thế của Quyền tử thật ra không có gì cả cũng không nhọc đến phiền lệnh phu nhân nhưng mà trong ngôn ngữ cũng lộ ra việc này hắn không có ý tứ cứ như vậy mà bỏ mặc lý kỳ cười gật đầu nói nếu thương thế của cháu ta không có gì đáng ngại vậy thì không thể tốt hơn rồi dừng một chút hắn lại nói theo chuyện từ đầu đến đôi mà nhìn song phương đều có sai hơn nữa theo ta được biết vẫn là cháu trai ta đây hơi khơi màu đấy ta nghĩ không bằng liền dàn xếp ổn thỏa đi Tần Cối vẫn không nói gì, vâng thì đột nhiên từ phía sau đi ra, hai mắt đẫm lệ nói: người bị thương cũng không phải là con của Xuân Mật Sứ, Xuân Mật Sứ đương nhiên là nói như vậy, con ta hiện tại còn nằm ở bên trong đấy. Tần Cối hai mắt trầm xuống nói: nơi này có chỗ cho một phụ nhân nói chuyện sao? Còn không mau nhận lỗi với Xuân Mật Sứ. Khi nói trong lời này thì trong ánh mắt y lại mang vài phần ý thứ cầu xin. Không sao, không sao. Lý Kỳ nhấc tay nói: Thiếu tể, phu nhân, các người ở Kinh Thành cũng đã hơn 10 năm rồi. Hẳn cũng là rõ ràng quyết lùa trong hội này của bọn họ. Nếu mọi chuyện đều cần chúng ta nhúng tay, vậy thì thật là càng để ý càng loạn, sao không để cho bọn họ tự đi giải quyết. Nếu là chút chuyện ấy liền nhọc đến thiếu tể ngươi tự thần xuất mã, vậy không khỏi cũng quá chuyện bé xảy ra to rồi. Đối với lệnh công tử ngược lại là không tốt, thậm chí có thể sẽ ảnh hưởng đến thiếu tể. Này ngụ ý chính là ngươi nếu muốn nhúng tay mà nói ta khẳng định cũng sẽ không ngồi yên, không quan tâm đến. Nếu làm như vậy ngươi tìm đến ta là được rồi. Vương Thị vừa vàng nhìn Tần Cối, hiển nhiên là không muốn bỏ qua như vậy. Nàng ta là một người nữ tắc, hơn nữa Tần Cối cũng là gần nhất mới lên. Không hiểu lắm quy củ của đằng thái tử kinh thành. Giờ như tự bị người đánh, làm phụ mẫu đương nhiên là phải vì đứa con làm chủ. Nhưng nàng ta lại thật không ngờ, cha mẹ mỗi người của đằng thái tử cũng không phải là dễ chọc, không phải trông ngươi một tay che trời đâu. Cũng chính bởi vì nguyên nhân này mới xuất hiện cái quy củ gì mà không khiến bề trên ra mặt. Bởi vì một khi bậc cha chú ra mặt vậy thì liền trực tiếp lên lụy đến đấu tranh trong chính trị, Ai cũng không muốn bởi vì chút việc nhỏ ấy mà phá hủy quan hệ dựa lẫn nhau. Như vậy hoàn toàn chính là việc ngoại trừ chính trị liên giống với hiện tại. Lý Kỳ cũng đã tới cửa rồi, nếu cần cối không để tình, vậy không thể nghi ngờ là vạch mặt với Lý Kỳ rồi. Nhưng sự tình cũng không đến mức này. Cho nên trừ phi là xảy ra đại sự gì, bình thường cha mẹ đảng thái tử đều không đi nhúng tay vào việc này. Cả người đánh là chuyện của các ngươi, chỉ có điều lén giáo dục một chút, đừng làm rộn xảy ra chuyện lớn, xuống tay một chút chú ý là được rồi trước kia vương phủ chỉ cần nghe đến con trai đánh nhau câu nói đầu tiên nhất định là hỏi có đánh thắng không không đánh thắng thì tranh thủ lần tới đánh thắng nếu ta ra mặt ta nhất định sẽ phải đối nghịch với cào cầu như vậy chuyện này liền biến lớn rồi tuy nhiên xét tới địa bị của cao cầu bây giờ tần cối vốn là tính toán giao huấn cam nhà nội và hồng thiên kể một chút định vì con của mình mà chút giận một trận mấu chốt là cọp mẹ trong nhà này không chịu bỏ qua Tuy rằng cao nhà nội vẫn còn cẫm các danh hiệu nghĩa đệ của triệu giai, nhưng ai cũng đều biết rằng tần cối ở trong lòng triệu giai địa vị rõ ràng cao hơn cao nhà nội. Song phương căn bản cũng không phải là một cấp bậc. Tần cối muốn động vào cao nha nội, đó thật sự là dễ như trở bàn tay. Triệu giai cũng sẽ không đi trách tội tần cối. Tuy nhiên hiện tại lý kỳ ra mặt, sự tình lại trở nên không giống với lúc trước. Đang đúng lúc này, một hạ nhân đột nhiên đi đến hành lễ nói, lao ra, viện trường tư pháp viện ở ngoài cửa cầu kiến. Ông ta tới làm gì? Tần cối không khỏi nhìn về hướng lý kỳ, Lý Kỳ cũng là vẻ mặt mờ mịt nói, ngươi đừng nhìn ta, ông ta cũng không phải là ta gọi tới. Thái Tề Phụ dường như rất lâu rồi không nói nhiệt như vậy, vừa đã xuống một xứ, vừa là viện trưởng tư pháp viện. Lý viện trưởng đại giá Quang Lâm, Tân Mỗ không có tiếp đoán từ xa, thứ tội, thứ tội. Tân Cố lòng tràn đầy nghi hoặc ra đón, có thể thấy được Lý Cương đến còn mang theo bốn ngã sai nha, trong lòng dự cảm thấy một loại điểm xấu. Lý Kỳ đứng ở trước cửa nhíu mày, lại liếc nhìn Cam Nhân Nội và Hồng Tuyên Kiều, thấy hai tên dở hơi này vẫn đang đứng ở nơi đó vụng trộm ăn điểm tâm hiển nhiên là bị cầu ca và bắt kim túc đánh đến đói bụng trong lòng rất buồn bực mẹ kiếp lão tử ở trong này giúp các ngươi điều dài các ngươi thì vẫn còn ăn uống sung sướng như vậy thật đúng là còn mẹ nó Tên thiếu tệ đã lâu không gặp rồi lý cương chắp tay đáp lễ lại cho thấy lý kỳ ở đây kinh ngạc nói dù mà sứ cũng ở đây hưu lễ hưu lễ lý kỳ đáp lễ nói không thể tưởng tượng được ở trong này cũng có thể gặp được lý viện trưởng thật sự là rất trùng hợp Tần Cối đưa tay nói, Lý viện trưởng mời vào trong, đa tạ. Đi vào bên trong, Lý Cương đột nhiên nhìn thấy Cam Nha Nội và Hồng Tiên Kiều, hai thằng ngu này, nhưng thật ra cấp bậc lễ nghĩa lại rất chu toàn, khẩn trương hướng về phía Lý Cương thì lễ. Lý Cương cười cười gật đầu nhưng không nói gì thêm. Hai người các người, đứng đó là được rồi, lát nữa ngàn vạn lần đừng lắm miệng. Lý Kỳ thấp giọng dặn dò hai tên ngốc kia một câu. À, một đôi cơ hữu này cũng thành thành thật thật đứng ở một bên, Tần Cối lại mời Lý Kỳ và Lý Cương ngồi xuống, sau đó quay sang Lý Cương nói: "Không biết Lý Viện trưởng đến Hàn Xá có chuyện gì vậy?" Lý Cương mỉm cười nói: "Tại tới đây là vì công vụ, hôm qua ngay Xuân Lâu phát sinh sự kiện cùng nhau ẩu đà, thiếu thể hẳn là biết được rồi đi. Còn mẹ nó chứ, không thể nào. Chủ chuyện ấy không ngờ cũng kinh động đến viện trưởng Tư pháp viện." Lý Kỳ không thể không một lần nữa xem kỹ chuyện này, Tần Cối sững sờ lập tức gật đầu nói: "Vâng, nhắc tới cũng thực sự là hổ thẹn, Thuyền tử cũng tham dự trong đó." Vừa văn thiếu thể đã biết được, vậy ta đây cũng không muốn nói nhiều nữa. Lý Cường nói, ta hôm nay đến đây, chính là muốn mang lệnh công tử trở về điều tra đấy. Vương Thị Vương nghe thì lập tức nóng lẩy nói, Lý Viện trưởng là con ta bị người đánh đó. Nói xong, tay nàng chỉ về hướng cam nhà nội bên kia, nói, người đánh ở trong này, người muốn bắt thì hãy bắt bọn họ đi. Lý Cường cười nói, phu nhân xin yên tâm. Ta biết rằng hai người bọn họ cũng có phần tham dự. Nói xong ông ta lại hướng về phía cam nhà nội và Hồng Thiên Kiều nói Hai người các ngươi ở trong này thì không còn gì tốt hơn rồi đỡ cho ta phải chạy thêm vài chuyến đợi lát nữa liền cùng ta đi luôn vâng các nhân nội và hồng Thiên kiều dù sao cũng không phải là lần đầu tiên ngồi tù bọn họ ra mặt dày nên tuyệt không để ý cùng lắm thì chính là bị giam vài ngày thôi đây cũng không phải là cái đại sự gì tần cố nghe được thì tức giận trong lòng không hài lòng không ngờ ngươi chạy đến đường đường trong nhà tể tướng lại để bắt con ta quá là không để tình rồi Lý viện trưởng, đây chẳng qua là mấy tiểu bối cãi vã, không có gì quá đáng lắm đâu, không cần làm phiền đến Lý viện trưởng, tự mình tiến đến đi. Lý Cương cười nói, <cười> nếu là người khác ấy mà, ta đương nhiên là sẽ không đích thân đến. Nhưng việc này có liên quan đến thiếu tề, ta cảm thấy tất yếu phải giải thích rõ ràng, để tránh tạo thành hiểu lầm không cần thiết. Trong lòng thì lại nghĩ, nếu ta không đến, thủ hạ của ta dám vào cửa này sao? Lý Kỳ nói, vậy cũng không nghiêm trọng đến mức cần bắt người đó chứ. Hiện tại hắn và tần cối ngược lại đều đứng ở cùng trận tuyến rồi. Lý Cường nói, dù mật sứ, lời ấy sai rồi, ta cũng không có nói là bắt người, chỉ là dẫn vài vị bọn họ trở về điều tra. Về phần kết quả cụ thể sẽ là cái gì, còn phải đợi cho sau khi thẩm tra thì mới biết được. Vương Thị vội vàng nói, phụ quân, chẳng không thể để cho bọn họ đem trí nhi đi đâu đó. Tần cố như như mày nói, nàng nói nhiều như vậy, đi ra bên ngoài đợi. Khi nói chuyện, giữa lưng mày y đột nhiên nhảy lên vài cái. Lý Kỳ vừa lúc đó coi ở trong mắt, kỳ thật mới vừa rồi hắn cũng đã có nhiều điều phát hiện, liền cười thầm, Oh. hóa ra là tiểu tần sợ vợ à? Thôi được, ta liền giúp ngươi giảm bớt một chút. Vì thế thì cũng hướng cao nhà nội và Hồng Thiên Kiều nói. Hai người các ngươi, đi ra bên ngoài đợi đi. À. Hồng Thiên Kiều cao nhà nội còn nhung nhớ không nỡ liếc nhìn rồi mới đi ra ngoài. Hiển nhiên bọn họ còn muốn ở chỗ này xem náo nhiệt. Vương Thị nhưng mà thật ra cũng kịp phản ứng lại. Nơi này còn có hai vị đại lão ở đây, không nên nhiều lời. liền hướng Lý Kỳ và Lý Cưng thi lễ một cái, sau đó đi ra ngoài. Thuận tiện còn dẫn theo đoàn bộ những hạ nhân kia đi ra ngoài. Bọn họ vừa đi, tần cố lập tức nói, Lý viện trưởng, ngươi không cần phải làm như vậy đi. Lý Cường nói, tổ chúng Ngọc đà thuộc loại phạm pháp, hơn nữa chính là bởi vì bọn họ đánh nhau khiến ngành xuân lâu tổn thất thê thảm và nghiêm trọng, còn ngộ thương vài người. Tư pháp viện chúng ta chẳng lẽ bỏ mặc sao? Tần cố nói, về tổn thất của ngành xuân lâu, chúng ta nguyện ý bồi thường, cũng xin Lý viện trưởng mở một mắt lưới. Lý Cương cười nói. Thiếu thể, nếu là chuyện âm thầm, ta đương nhiên có thể mở một mặt lưới, nhưng hiện giờ đã phạm luật rồi, ta phải lẽ theo công bằng mà chấp pháp kính xin thiếu thể thư lỗi nhiều hơn tần cối thấy lý cương dầu mũi không vào lập tức thẹn quá hóa thành giận đường đường con trai tể tướng bị bắt mặt của y còn nơi nào liền nói thẳng lý cương ngươi không cần khi người qua đáng chuyện như hạt bừng này ngươi còn ràng co không ngớt rõ ràng chính là nhằm vào bản thiếu tể lý cương đột nhiên đứng lên nói nếu là thiếu tể không phục có thể đi tới chỗ hoàng thượng nơi đó cáo ta một bản còn bây giờ mời quý công tử đi ra công ta đi tới từ pha viện Căng thẳng chính diện như thế này, Lý Cương thực sự là vẫn chưa từng phục qua ai. Sứ thần Kim Quốc ông ta cũng dám đánh kia mà. Tân Cối hử lạnh nói, nếu ta không đáp ứng thì sao? Lý Cương về mặt nghiêm túc nói, việc này liên quan đến pháp luật cũng không ở trong phạm vi chức quyền của thiếu tể. Thiếu tể dựa vào cái gì mà không đáp ứng? Nếu thiếu tể cố ý cản trở, như vậy sẽ chỉ làm lệnh công tử nhiều hơn một tội danh đấy. Tân Cối đầu óc cũng xoay chuyển khá mau, đột nhiên nói, con ta không có nhỉ? Lý Cương nói, nhưng theo ta được biết thì lệnh công tử ở nhà Tần côi nói ngươi có chứng cứ không đừng nói ta không có nhắc nhở ngươi hiện giờ ngươi không có lệnh kiểm soát cũng không thể tùy ý tự tiện xông vào phủ đệ của người khác điều tra đấy y vừa nói xong thì một tờ mệnh lệnh liền xuất hiện trước mặt y lý cương cười ha ha nói Haha, thiếu thể đây chính là đạo lệnh kiểm soát thứ nhất đại lý tự phê hạ không thể không nói trong lòng của ông ta rất khoái trí đám người các ngươi nghĩ đến lệnh kiểm soát lợi cho các ngươi ta hôm nay liền cho các ngươi nhìn một cái cái lệnh kiểm soát này rốt cuộc là đối với mọi người đều có lợi người tần côi bỗng nhiên đứng dậy căm tức nhìn lý cương hiển nhiên lý cương có chuẩn bị mà đến nhưng đối diện lý cương y cũng rất là bất đắc dĩ đột nhiên y dường như nghĩ đến trong phòng vẫn còn một người đang ngồi thì không khỏi quay đầu nhìn về phía lý kỳ Ngươi nhìn ta làm gì? Ông ta cũng không phải là muốn bắt con ta, còn hai tên giờ hơi kia, thanh danh bên ngoài đã sớm tối hoắc rồi, đi vào ngồi một chút cũng không tệ. Tuy nhiên nếu ông ta muốn bắt con tái mà, ta trực tiếp điều binh đi giết chết ông ta. Tiểu thần, ngươi phải đứng vững hả? Lý Kỳ cúi đầu xoa lấy chiếc mũi cao thẳng kia của mình, hiển nhiên là không có ý định lên tiếng rồi. Thần Cối thấy Lý Kỳ không có ý định ra mặt, đột nhiên tỉnh táo lại thầm nghĩ, người này không ngờ có thể lấy được lệnh kiểm soát từ đại lý tự, chẳng lẽ chẳng lẽ việc này là thụ ý của hoàng thượng? À, ta đây cũng không thể sang bậy để tránh lộ nhược điểm liền gật đầu nói nếu lý viện trưởng ngay cả chút mặt mũi này cũng không muốn cấp cho tần mỗ vậy tần mỗ cũng không nói nữa nhưng chuyện này ta nói rõ trước kính xin lý viện trưởng có thể theo lẽ công bằng chấp pháp nếu để cho ta biết con ta tư pháp viện đụng phải đãi ngộ không công bình ta cũng sẽ không cho tư pháp viện con người sống cá giả gì đâu lý cương nói tư pháp viện chúng ta làm việc tất cả đều chiếu theo quy củ tuy nhiên thiếu thể nếu là có cái gì bất mãn đại khái có thể đi hoàng thượng nơi đó cáo trạng ta Người cứ yên tâm, ta nhất định sẽ đi đấy. Tần cố nói xong, trong lòng vẫn có chút không yên. Dù sao thì y từng là lão đại của hình bộ, biết trong đó cũng không phải là nơi tốt đẹp gì. Cũng lo lắng con mình sẽ sợ hãi, ngược lại bị lý cương bọn họ thừa cơ, vì thế mới nói. Khuyên tử có thương tích trong người, ta hy vọng có thể đi cùng một chuyến. Lý cương cờ nói, cái này đương nhiên là có thể. Lý kỳ cũng nói, à, vừa lúc ta cũng rảnh rỗi, ta cũng muốn đi xem, chẳng biết có được không. Lý cương chắp tay, dù một thứ nếu có thể chỉ điểm một phần, Lý Cương vô cùng hoan nghênh. tân Cối tuy trong lòng hận đến nghiến răng nghiến lợi, nhưng cũng thực là bất đắc dĩ nha. Quỷ cổ như thế, hơn nữa con của Y đích xác là tham dự cái trận ẩu Đà này. Lý Cương nhất định là muốn bắt người, Y cũng không ngăn cản được. Cho dù là bẩm báo đến Châu Hoàng Đế cũng sẽ chỉ làm chính mình càng thêm khó xử thôi mà lý kỳ sở dĩ đề xuất đi cùng thứ nhất là cũng sợ thân cối tạo áp lực thứ hai là hai tên giờ hơi kia đảm đương toàn bộ trách nhiệm tiếp theo là tư pháp viện lần này động tác vô cùng khác thường hắn ngược lại cũng muốn đi xem xem đến tột cùng là chuyện gì xảy ra vương thì thấy ngay cả tân cối cũng không thể ngăn cản được lý cương trong lòng rất là khủng hoảng chắn ở trước cửa không chịu để cho lý cương ba người đi Bọn họ không có con trai nhà, thật vất vả mới có được một đứa con thừa tự, nhất định là tìm mọi cách yêu thương, tần cố trong lòng cũng khá lại nái đấy. Chính mình đường đường là tể tướng mà ngay cả đứa con trai cũng đều không bảo vệ được, vậy thì cũng không có nổi giận, mà luôn phiên cam đoan, khuyên nhủ, vậy mới khiến vương thị kêu con trai đi ra. Lý Kỳ vừa thấy được tần đại công tử thiếu chút nữa là cười ra tiếng, chỉ thấy tần đại công tử này khóe miệng đều không thể nào khép lại được, hai má bên trái sưng lên một khối rõ to, trên cổ có hai đạo vết nhéo, hiển nhiên là bị cam nhà đội đè xuống đất đánh vào mặt. Tần trí này ở phương diện học vấn cũng rất tốt. Nếu sao có cha trước kia là dạy ở thái sư học viện, nhưng cũng chính bởi vì vậy làm cho thân thể của y đơn bạc, dáng vẻ thư sinh khá nặng. Chỉ có thân thể này, người muốn đi lan lộn trong đảng thái tử để ra trò gì đó, vậy thì cũng rất khó. Vương Tử Đần kia từ khi rất ít tuổi liền thường thường xuất ngoại săn thú, luyện được một thân bản lãnh thực sự, cùng Cao nhân Nội cũng là lực lượng ngang nhau. Nhưng ngược lại, Cao nhân Nội và Hồng Thiên Kiều hai cái tên dở hơi này lại giống như là không có việc gì, ngồi xổm ở trong góc vừa nói vừa cười, toàn bộ không coi chuyện này là gì cả, dù sao thì số danh cũng đã có rồi, còn để ý này đó làm gì? Tần cố nhìn hai tên tiểu tử này tuyệt không e ngại, ngược lại là con của mình thì sợ hãi, rụt rè, thấp thỏm lo âu, nước mắt đều sắp rơi ra rồi. Trong lòng thầm nghĩ, nếu là con ta phải tranh giành thì nhất định là phải tranh giành thắng lợi, nếu ngay cả chút mưa gió này mà đã chịu không nổi, sau này làm sao cho phải đây? Ý niệm tới đây y ngược lại cũng thật là không muốn đi ra mặt đi trừng phạt cam nhà nội và hồng thiên kiều nữa rồi. Trong lòng còn oán giận vương thị quá là dùng ái tần trí, thế nên cho một quyền đã bị người khác đánh ngã xuống đất, nhưng mà oán thì oán y cũng không dám lắm miệng chỉ là thầm nghĩ cũng không thể yếu đuối như vậy nếu ngươi muốn báo thù vậy thì ngươi liền tự mình đi đi không có đạo lý con ta mà còn kém hơn cả con của vương phủ vì thế vô vỗ phía sau lưng con mình nói con sợ cái gì đứng thẳng lên cho ta chớ để cho người ta xem thường người của tần gia ta tần trí cũng bị vương thị nuông trở đã quen thấy tần côi gỗ như vậy thiếu chút nữa là ngã quỵ tần cố nhìn đến đức hạnh này của con mình thì quyết định không thể tiếp tục như vậy được nữa rồi phải cho nó đi lăn lộn ở trong đảng thái tử, ít nhất phải lăn lộn cho ra can đảm này. Không chút lá gan, người học vấn cao tới đâu thì cũng vô dụng, đặc biệt làm việc ở dưới tay đương kim hoàng thượng. Đoàn người trùng trùng điệp điệp đi về hướng từ pháp viện. Ai Lý Kỳ Người trở đi bảo nữa, trong này ta rất quen thuộc. Vừa đi bảo trước cửa tư pháp viện, cao nhà nội đã hướng Lý Kỳ phất tay, đỉnh đạc nói. Lý Kỳ mắng. cười mắng. người cái thằng nhãi này cầm miệng cho ta, ta thực sự là phục ngươi rồi. Đều sắp phải ngồi tù rồi, còn giống như là người không có việc gì vậy. Hồng Thiên Kiều lại nói, lại không phải là chưa từng ngồi qua, ngẫu nhiên đến ngồi một chút cũng là rất thú vị đấy, có thể nghe các bạn trong ngục kể một ít chuyện thú vị. Người này thật tâm là không cứu nổi nữa, nói không chừng ngày nào đó y còn có thể muốn đi nếm thử tư vị chém đầu. Lý Kỳ buồn rầu lắc đầu, đi vào bên trong, chỉ thấy bên trong đã ngồi không ít người, thuần một sắc đảng thái tử. Đây là cái tình huống gì thế này? Lý Kỳ và Tần Cối ngơ ngác nhìn nhau, đều có chút không hiểu nổi. À, đây không phải là sai thông sao? Hồng Thiên Kiều đột nhiên chỉ vào một tên đang cúi thấp đầu kêu lên, Lý Kỳ Định Nhãn vừa nhìn, không phải Sài thông thì là ai, thầm nghĩ rằng thằng nhãn này ở tư pháp viện đều làm phải xa xôi như vậy. Ôi, thực sự là thích làm màu đến tận trong xương tủy rồi mà. Cao nhà nội mừng rỡ vừa bằng đi tới, nói, ờ, à, giải thông, người như thế nào đã ở đây rồi. Như thế này là làm cho người ta cảm giác như là đi ra bên ngoài gặp đồng hương vậy, miễn bàn có bao nhiêu là kích động. Sài thông đẩy cao nhà nội ra, nổi giận nói, người, cái thằng nhã này đứng xa ra một chút cho ta. Lão tử xem như là bị ngươi hãm hại thảm rồi. Cả đời còn chưa bao giờ bị ngươi bắt vào đi vào nơi này y cả đời cực sĩ diện thà rằng bị người đánh cũng tuyệt nhiên là không nguyện cúi đầu càng miễn màn được ngồi tù nhưng lần này y cũng không có cách nào tư pháp viện đều ra lệnh kiểm soát bắt người rồi cao nhà nội cười xấu xa nói Chúng <laughs> ta là tứ tiểu công tử cho tới nay đều có phúc có thể độc hưởng gặp nạn nhất định phải cùng làm chỉ tiếc là thiếu bạch chưa có tới phản thiếu bạch nếu nghe nói như thế thế nào cũng phải tuyệt ra với thằng ngu này sai thông lời phản ứng thả nhãi này quay đầu hỏi lý kỳ người như thế nào cũng tới Lý Kỳ cười ha hà nói, <laughs> để ta xem ngươi một chút. Sái thân buồn bực quay mặt đi nói, không cần. Trong lòng lại thản nhiên yêu thương, thời điểm lão tử làm náo động thì ngươi lại không ở đó mà xem. Tỉ như là mấy đá rút quỷ nhập thần hôm qua hôm kia, chuyện mất mặt bực này ngươi liền chạy tới, quá ức hiếp người mà. Từ sau khi hình bộ đổi tên là Thư Pháp Viện, Lập pháp và tư pháp đã phân tách ra, dẫn đến hình bộ không thể thẩm án giống như trước kia được nữa. Bởi vì hình bộ đã mất đi quyền phán quyết, viên tư pháp hiện giờ bình thường đều là áp dụng tra xét đơn độc, thu hoạch chứng cứ, sau đó thì giao cho đại lý tự để đại lý tự phán quyết. Chỉ chốc lát sau, giải thông đã bị người dẫn đi. Tiếp theo, ca nhà nội Hồng Thương Kiểu, Tân Trí và chủ mưu liên can cũng đều bị đưa đi xét hỏi. Đại sản tư pháp vừa rồi còn hỗn loạn, bây giờ đã trở nên vắng tanh rồi. Một quan lại đi đến trước mặt Lý Kỳ và Tần Cối cung kính nói: Sư mật sứ, Tân thiếu thể, thực sự là xin lỗi. Viện trưởng hiện giờ công vụ bề bộn, không dành tiếp đãi nhị vị. Tuy nhiên viện trưởng đã căn dặn, bảo hạ quan đưa nhị vị đi nội đường nghỉ ngơi. Tần cối hôm nay nhìn thấy người mặc chế phục của viện tư pháp là không thích, những mày hỏi. Ít nói lời ông tiếng vay con trai ta còn bao lâu nữa mới có thể ra ngoài. Viên quan lại kia đáp, cái này hạ quan cũng không biết, ai rằng còn phải một lát nữa. Lý kỳ ngáp nói, người dẫn đường đi, ta cũng không muốn đứng ở đây. Nếu chẳng may để người ta nhìn thấy, còn tưởng là ta bị phạm tội mới bị bắt vào tốt xấu gì ta cũng là su mật sứ mặt mũi này gánh không nổi lần này tất nhiên là nói cho tần cối nghe vâng su mật sứ mời bên này viên quan lại kia dỗi tay ra hướng sang tần cối nói ờ tần thiếu Tề. tần cối hử một tiếng nổi giận bừng bừng đi về hướng viên quan này chỉ viên quan kia về mặt ủy khuất ta cũng không có chọc giận ngươi nha lý kể vỗ vỗ bờ vai của gã cười ha hả nói <laughs> chớ để ý tần thiếu tề tới thời mãn kinh rồi đi vào hậu đường lý kỳ ngồi trên ghế bắt chéo hai chân thưởng thức trà thơm nhàn nhã thành thơi rất là thích ý còn tần cối thì là hai tay chắp sau lưng đi tới đi lui ở bên trong ây 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 ta nói này thiếu tệ ngươi có thể đừng cứ lúc ẩn lúc hiện không làm mắt ta đau rồi lý kỳ về mặt ảo não la hét không phải là con của ngươi đương nhiên là không vội tần cối trong lòng lầm bầm một câu nhưng vẫn ngồi trở lại lý kỳ nói Thiếu tể, xin yên tâm, chúng ta một là su mật sứ, một là thiếu tể ở đây, lẽ nào tư pháp viện này còn dám lạm dụng tư hành hay sao? Tân cối lo ông nói, không phải là ta sợ bọn họ lạm dụng tư hành, mà là mà là con trai ta chưa từng tới chỗ này. Không giống như là nhà nội bọn họ, ta sợ bọn họ nhân cơ hội bức ép con trai ta nhận tội. Hời, chuyện này cũng có khả năng. Lý Kỳ gật gật đầu nói, nhưng nói đi thì nói lại. Làm công tử của thiếu tể, nếu có một chút áp bách này mà không chịu được, thì chứng minh thiếu tể rất là nuông chiều cháu trai ta rồi. Để nó rèn luyện thì cũng tốt. Hơn nữa, đây cũng không phải là tội lớn gì. Không có gì. Lần này, tần cối nghe cũng lọt tay. Chuyện nhỏ này rơi xuống đầu ít nhất cũng tốt hơn nhiều so với chuyện lớn rơi xuống đầu. Ngoài miệng thì lại nói, chuyện này ta cũng biết. Chỉ trách thi tử ta rất cưng khuyền tử thôi. Lý Kỳ cười cười, không có lên tiếng nữa. Tần cối lướt mắt nhìn Lý Kỳ trôi qua một lát, đột nhiên nói, Dù một xứ, ừ? việc này dường như là có chút không đúng hay sao ngài có cảm thấy như vậy không lý kỵ đương nhiên là phát hiện ra liền nói. cười nói ta cũng có thể nhìn ra lệnh kiểm soát thứ nhất này dùng trên người cử thiếu tể rất rõ ràng là lý cương muốn làm chúng ta kinh sợ mấy ngày trước đây cái chuyện lệnh kiểm soát khiến quần thần có không ít cách nhìn đối với tư pháp viện cho rằng tư pháp viện chẳng qua là thuộc bên dưới lập pháp viện và đại lý tự đây có tương tồn không nhỏ đối với quyền uy của tư pháp viện Cũng hại tới quyền lực của lý cưng Mà lý cưng làm như vậy Đơn giản chính là mượn chuyện này nói cho những đại thần chúng ta biết Đại lý tự không thể hạn chế tư pháp viện Chỉ cần ông ta có chứng cứ Bất luận đối phương là ai Đại lý tự vẫn phải đưa lại kiểm soát À Điều này ta cũng hiểu Tần cố nheo mắt thầm nghĩ Lệnh kiểm soát này rõ ràng chính là ngươi một tay bày ra Chuyện này muốn trả thù cũng nên là tìm ngươi trả thù à Lại nói nhưng mà địa vị của Sai Gia ở Đại Tống ta vẫn luôn hết sức đặc biệt. Chỉ cần Sai Gia không phạm sai lầm lớn gì, triều đình vẫn mở một mắt lưới đối với Sai Gia. Nhưng lần này, Lý Cương lại đưa Sài Công Tử về xét hỏi, có thể thấy là... Nói tại đây, y muốn nói nhưng lại thôi. Lý kể nói, ý ngài nói là việc này là hoàng thượng âm thầm bày ra. Tần cối gật đầu, trong lòng thở dài. Ai, mình sao lại xui xẻo như vậy? Tứ tiểu công tử trước kia ngày ngày đánh nhau gây rối, con ta mới tham dự một lần này đã đụng vào nơi đầu sóng ngọn gió. Lý Kỳ thoáng nhíu mày nói, nhưng tại sao hoàng thượng phải làm như vậy? Tân Cối lắc đầu nói, ta cũng không rõ, cho nên ta vẫn muốn thỉnh giáo dù một xứ. Trong lòng lại nói, nếu hoàng thượng không tham dự việc này, thế nào lão tử cũng phải cho Lý Cường thấy rõ. Y là Tần thiếu tề, với cánh trải rộng chiều dã, chính ngay cả tư pháp viện cũng có người của y. Nhưng nghi quyền lực lớn đến đâu đi chăng nữa cũng không lớn hơn hoàng đế. Nếu hoàng đế muốn động con trai của y, đó còn không phải là chuyện trong nháy mắt. Lý Kỳ trầm ngâm một hồi lâu nói: "Điều này ta cũng không biết, nhưng ta cho rằng có lẽ hoàng thượng sẽ không làm chuyện nhàm chán như vậy. Ta vẫn nghĩ là Lý Cương nóng lòng muốn chứng minh bản thân và tư pháp viện của ông ta, vì vậy mới làm lớn chuyện như vậy." Oh, chỉ hy vọng như thế." Tần Cối trong lòng thầm nói. Qua một hồi lâu, Lý Cương đi đến liên tục chắp tay nói: "Thật xin lỗi, thật xin lỗi đã chậm trễ nhị vị quý khách." Lý Cương thực sự là ấy nãy không ngừng. Tần Cối vừa vàng đứng dậy dò hỏi: "Hỏi xong chưa?" Lý Cương nói: "Đã hỏi xong." Tần Cối nói: Bây giờ thì có thể thả con trai ta chứ? Lý Cương lắc đầu, ê, thật sự xin lỗi, trước mặt vẫn không thể thả. Vì sao? Tần Cối chất vấn, Lý Cương vẫn là giọng điệu bình thản nói. Trước mặt chứng cứ vô cùng xác thực, chúng ta đã tính khởi xướng tố tụng với đại lý tự, kháng cáo đám người lệnh công tử cao Nghiêu khang, hồng Thuyết kiểu các tội danh như là tụ tập ẩu đả, đả thương người, cùng với tổn hại tài sản người khác. Tần Cối vội vàng nói giờ chuyện mới có chừng đó không cần náo đến đại lý tự đâu bình thường sao ta không thấy tư pháp viện các ngươi cẩn mẫn đến như vậy Lý Cương đi ngay ngồi thẳng, tuyệt không e ngại nói. Từ pháp viện chúng ta vẫn luôn làm việc theo quy củ. Nếu như thiếu thể cảm thấy chúng ta có chỗ nào làm không thỏa, cũng có thể đến đại lý tự tố cáo chúng ta. Tân Cối cười lạnh một tiếng nói. Hừ, tốt lắm. Tí tưởng viện trưởng Lý là một người giỏi suy xét hậu quả. Lý Cương tranh phong tương đối cũng nói. Ta chỉ suy xét hậu quả của việc phạm pháp. Tân Cối cũng biết rõ tính cách của Lý Cương. Điền hình cứng mềm đều không ăn, rất quát hỏi. Vậy con trai ta giờ đang ở đâu? lý cương nói đã đang xử lý thủ tục truyền giao cho đại lý tự nếu thứ tể muốn biết kết quả sao không đến đại lý tự mà hỏi trước khi tuyên án trừ hạ giờ đã không phải do ta quản rồi Tần Cối nói vậy bây giờ ta muốn gặp con trai của ta lý cương lập tức gọi một người nói đưa thứ tể đi gặp tần công tử vâng lúc tần cố đi ngang qua bên người lý cương khóe môi nhếch lên một ý cười lạnh ý vị thâm trường nói từ khi đại tống ta kiến quốc thế này trong hơn trăm năm tổng cộng mới xuất hiện hai vị thiết diện vô tư hy vọng viện trưởng lý có thể trở thành người thứ ba lý cương không kiêu ngạo không xiềm định nói được thiếu tể tôn trọng lý cương nhất định sẽ cố gắng nhiều hơn nữa Tân cối hử một tiếng đi nhanh ra ngoài y đi rồi lý kỳ đứng dậy cười ha ha nói <laughs> viện trưởng lý thật là uy phong nhá. lý cương cười nói nếu như một chút y phong cũng không có thì chấp pháp bằng gì có lý lý kỳ gật gật đầu đột nhiên lời nói xoay chuyển nói nhưng ta nghĩ là viện trưởng lý không cần phải vì chút chuyện nhỏ này mà đi xung đột chính diện với thần tiêu tể nhiều nhất ngươi cũng chỉ sửa được con trai của y nhưng cơ hội y muốn chỉnh ngươi thực sự là rất nhiều vừa rồi y đã nói rất rõ ràng nếu sau này ngươi có chấp pháp không đúng thì y nhất định sẽ không bỏ qua ngươi lý cương cười nói đa tà xu một sứ nhắc nhở nhưng chắc xu một sứ có nghĩ qua nếu lần này ta mở một mặt lưới như vậy thì sau này ta cũng đều phải mở một mặt lưới nghĩ tất đây cũng không phải là nguyện đức ban đầu xu một sứ thành lập tư pháp viện chứ lý kỳ nói nhưng làm người phải học được biến báo lý cương nói Ngươi có thể biến báo Nhưng Pháp không thể vì ngươi mà thay đổi Nếu không cần Pháp làm gì Ai, Chỉ mong ngươi đúng Lý Kỳ cười ha ha Không cần phải nhiều lời nữa rồi là nói Không biết nhau đời bọn họ đã thẩm vấn xong chưa Ta đi gặp bọn họ một chút có được không Đương nhiên là có thể chứ xin Mật Sứ mời bên này Đa tạ Bởi vì còn chưa tư nán Cho nên tư pháp viện không thể nhốt bọn họ vào trong nhà lao Chỉ là giam giữ bọn họ ở trong một gian phòng nhỏ Lý Kỳ và Lý Cưng đi đến trước cửa một gian phòng nhỏ cửa này còn chưa mở ra đã nghe được bên trong truyền đến một tiếng rít gào ai tiểu kiều tên tiểu nhân ngươi đã tự liêu mạng với ngươi hình như là giọng của sài thông ôi tiểu kiều lại làm trò gì rồi có thể làm cho sài thông luôn làm màu lại nổi giận như thế trong lòng của lý kỳ hết sức tò mò lý cương vội vã sai người mở cửa ra cảnh tượng bên trong lập tức khiến lý kỳ cả kinh Sài Thông trực tiếp bóp cổ của Hồng Thiên Kiều, FP chống đỡ ở trên tường, còn các nhân Nội thì ngu ngơ đứng bên cạnh vẻ mặt rối rắm, phòng trưng cũng không biết nên giúp bên nào. Lý Cương trầm giọng nói, thế nào, bên ngoài đánh vẫn chưa đủ, còn chạy đến tư pháp viện ta mà đánh, có muốn ta gọi thêm mấy người luyện tập cùng các ngươi hay không? Sài thông buông thay ra, tức giận hơn một tiếng, không màng đến Lý Cương, đi đến cửa sổ, quay lưng về phía Lý Cương, người của Sài Gia vẫn còn có chút khi bách đấy. Mấy cái tên này, Lý Kỳ buồn dầu lắc đầu nói với Lý Cương, làm phiền viện trưởng Lý rồi, không có gì. Lý Cương cười cười, sau đó rời đi. Lý Kỳ đi vào, vỗ vỗ vai Hồng Thiên Kiều nói, Tiểu Kiều, ngươi không sao chứ Đại ca yên tâm, làm sao Sài Thông có thể sẽ chủ động thủ thật với ta? Chúng ta là đang đùa giỡn đấy. Hồng Thiên Kiều vẫn là bộ dạng suy nghĩ đơn giản. Vậy thì thật là tiếc. Lý Kỳ thở dài lại nói với Sài Thông. À, Sài Thông, sao ngươi cũng giam chung một chỗ với bọn họ? Không phải ngươi chỉ hỗ trợ điều tra đấy sao? Sài Thông vừa nghe vậy thì lập tức nổi trận lôi đình, quay đầu căm tức nhìn Hồng Thiên Kiều nói. Huynh hỏi y đi. Hồng Thiên Kiều gãi đầu cười nói, ta cũng đâu có làm gì, chỉ là đem chuyện Sài Thông đã mấy cước nói ra thôi đây còn gọi là không làm gì lý kỳ kinh ngạc nhìn hồng thiên kiều vốn dĩ tài thông chỉ là lấy thân phận nhân chứng đến hỗ trợ điều tra giờ thì tốt rồi hỗ trợ biến thành tòng phạm rồi liền nói tiểu kiều ngươi thật đúng là biên nghĩa khí à cao nhà nội nói ta cảm thấy tiểu kiều làm việc này rất đúng đấy ngồi tù bản sinh là chuyện rất nhàm chán ba người ngồi tù tất nhiên là phải náo nhiệt hơn so với hai người một ít hồng thiên kiều cười ha hả nói ha ha ca ca nói đúng để chính là nghĩ như vậy đấy sài thông tức giận đến mức sắp ngất đi rồi Ta, ta chết cũng không muốn ở một gian phòng với hai tên tiểu nhân các ngươi cao nhà nội nói chuyện này không phải là do ngươi tư pháp viện cũng không phải là nhà ngươi mở ra được rồi được rồi trước tiên các ngươi được cãi nữa lý kể bất đắc dĩ nói Việc này đã không nằm trong vòng công chế của chúng ta tất cả đều giao cho đại lý tự phán quyết muốn toàn thân trở về là không thể nào tất cả đều đã giao cho đại lý tự phán quyết đặc biệt là đối với các ngươi mà nói hồng tuyên kiều quen thói sát mặt lại định nọt nói à, lý đại ca Huynh có thể đưa một bộ bài tú lơ khơ đến giúp chúng ta không? Nếu không ngồi trong tù chán lắm. Y vất vả giữ lại sài thông, mục đích chính là có thể chơi bài. Lý Kỳ đẩy y ra theo thói quen cười ha hà nói. <laughs> người yêu cầu quá thấp, đừng nói là bài tú lơ khơ, đưa bộ mặt trực cho các ngươi cũng được à? Yêu cầu quá thấp à? Các nhân nội đã mắt một cái nói. Nếu không thì thế này, người đến ngành xuân lâu kêu vài ca cơ đến giúp chúng ta. Ta trả tiền gấp 2, à không gấp 3 lần. Hồng Thiếu Kiểu lập tức nói, ờ, hay lắm, hay lắm, vẫn là ca ca suy nghĩ chu đáo. Còn ngân xuân lâu, Lý Kỳ vừa buồn bực vừa cười, nói, hơ, hơ, thật sự xin lỗi, tư pháp viện này cũng không phải là ta mở ra, lực bất tòng tâm à. Hắn thấy mấy tên giờ hơi cam nhà nội này còn thoải mái hơn so với hắn nữa, tự nhiên sẽ không quá quan tâm lo lắng cho bọn họ, dặn dò bọn họ vài câu liền đi về. Lý Kỳ, như thế nào rồi? Lần này về đến nhà thì cao cầu Hồng Bất Kim vẫn luôn chờ đợi ở đây, liền lập tức chạy ra đón chào. Lý Kỳ cười nói, hờ <laughs> hờ, nhị vị an tâm chớ vội, không có chuyện gì lớn, nhưng mà, nhưng mà cái gì? Cao cầu vội vàng hỏi, đừng thấy cậu ca thường thường dùng liên hoàn cước để hỏi han nhau cao nha nội, nhưng mà trong ba đứa con trai của ông ta, ông ta thương yêu nhất là đứa con trai út này, cũng vẫn luôn mang theo bên cạnh. Lý Kỳ đem chuyện xảy ra ngày hôm nay nói từ đầu chí cuối về ông ta. Cao cầu nghe được thì ngạc nhiên không thôi, ngồi ở trên ghế không dám tin, nói, không ngờ mới có nửa ngày mà đã xảy ra nhiều chuyện như vậy. Lý Kỳ ừ một tiếng nói, hiện giờ tân cối đã không dành để bận tâm nhà nội bọn họ rồi cao cầu nói kỳ thật việc này nếu không phải liên lụy đến thiếu thể công tử chuyện nhỏ nhặt không đáng nói tới nhưng từ pháp viện lại hưng sư động chúng như thế đây có phải là lý cương cố ý muốn cho cả triều văn võ kinh sợ hay không không hổ là kẻ lõi đời vừa nhìn đã thấy ngay mấu chốt lý kỳ gật đầu nói ta cũng nghĩ như vậy đấy cao cầu khẽ cười nói kỳ thật giao cho đại lý tự ta vẫn là bớt lo một ít trừng phạt nghịch tử kia một phen tránh cho nghịch tử kia không biết trời cao đất rộng làm sang làm bệnh đây còn không phải là nhờ phúc của ngươi lý kỳ nói ngày mai là sẽ là thẩm phán rồi thái úy bắt kim thúc các người có đi không cao cầu không đáp mà hỏi ngược lại tần cối sẽ đi sao lý kỳ nói y nhất định sẽ đi đấy cao cầu vừa nghe thì nhíu mày nói lý kỳ vậy lý kỳ gật đầu nói cho dù thái úy không nói ta cũng định đi xem thử cao cầu vội nói vậy thì thật là đa tạng Hiện giờ ông ta không có bất kỳ quyền lực nào rồi, nếu gặp phải Tân Cối ông ta làm sao nói được gì, nói không chừng sẽ còn bị Tân Cối cười nhạo một phen, nhưng ông ta lại sợ Tân Cối âm thầm giờ cho quỷ hại cao nhà nội cho nên mới hy vọng Lý Kỳ giúp đỡ. Hôm sau, đại lý tử. Lý Kỳ đi vào, Tân Cối đã sớm ở bên trong rồi. Thiếu thể, tối hôm qua ngủ không được ngon giấc cả. Lý Kỳ thấy hai mắt tần Cối quần thâm, kỳ thật không hỏi cũng biết là Vương thị ở nhà lại làm mầm mỹ lên. Quả nhiên tần Cối chỉ ngượng ngùng cười không có lên tiếng, đây chỉ sợ là thiếu thể tham hại nhất trong lịch sử đại tống từ trước tới nay giống vương phủ thái kinh bọn họ khi làm tề tướng đừng nói là kiểu chuyện ẩu đà này thường xuyên xảy ra cho dù là giết người cũng không quay ra mất con trai của bọn họ nha thiếu thể xu mật sứ thẩm văn quan chúng ta mời nhị bị vào trong đi vào trong phòng chỉ thấy ngay phía trước đứng một nam tử chừng 40 tuổi dáng người cao gầy đang mặc y phục hàng ngày màu xanh đây là thẩm ván quan cao nhất đại lý tự triệu chấp y là người đảm nhận thẩm phán quan thứ hai từ sau khi đại lý tự cải cách thẩm phán quan nhiệm kỳ đầu tiên bởi vì chuyện pháp bảo hộ nữ nhân không thể chịu đựng được áp lực lớn đem sư vụ ném cho phó thẩm phán quan làm cho triệu giai rất bất mãn trực tiếp biến trừ chức quan của y và còn tự mình đề bạt triệu chấp đảm nhiệm thẩm phán quan triệu chấp này cũng là gia thế uyên nguyên nha chính là tôn tử của thiết diện ngự sử triệu biện hai vị thiết diện vô tư một tần cối nói triệu biện này chính là một người trong số đó còn một vị tất nhiên là bao thanh thiên đại danh đình đình rồi Triệu thẩm phán, tần mỗ quấy dậy. Tần cối chắp tay, ở dưới mấy hiên nhà người khác thì không thể không cúi đầu nha. Lý Kỳ cũng chắp tay, lên tiếng chào hỏi. Nhị vị tôn khách đại giá Quang Lâm, Về vang cho kẻ hè này, sao lại quấy dậy? Mời ngồi, mời ngồi. Ba người liền ngồi xuống. Đợi sau khi tôi tớ dâng trả thơm, Triệu chấp khẽ cười nói. Nghĩ tất nhị vị tới là vì tần công tử. Cao nhà nội bọn họ. Tần cối gật đầu, không biết Triệu thẩm phán định phán quyết như thế nào. Triệu chấp cười nói, đây không coi là đại án cũng không cần ta đến thẩm phán tuy nhiên phán quyết đã ra là một phân viện bên dưới đại lý tự phán quyết tần cố vừa vàng hỏi à, không biết kết quả sẽ như thế nào triệu trâm nói trải qua đại lý tự chúng ta thẩm tra chứng cớ tàu danh tư pháp viện khống tố là đám người lệnh công tử toàn bộ thành lập phán trợ giam cầm nửa tháng chấp hành lệnh phục vụ xã hội một tháng cái gì tần cố đột nhiên đứng bật dậy ha <laughs> có trò hay để xem rồi lý kỳ lập tức làm ra một sắc mặt xem kịch vui nào biết tần cối lời nói xoay chuyển nói đây không phải là phán hơi quá nhẹ rồi chứ tại sao lý kỳ trận hai mắt lên kinh hãi thiếu một chút nữa đã cắn đầu lưỡi của mình chờ chấp hiển nhiên là cũng không ngờ tần cối sẽ nói như vậy bất giác sừng sốt toàn bộ lời nói chuẩn bị cả một đêm liền nuốt trở về tần cối lời lẽ trinh nghĩa triều thầm phán các ngươi cả người không phải là nề mặt ta mà là phán quyết nhẹ chứ đây quả thực là một vị hiên tướng nha Triệu chấp nao nao vội nói, ờ, đây tuyệt không thể nào. Đại lý tự chúng ta trung thành với thánh thượng, trung với luật pháp, hết thầy phát phạt đều là căn cứ theo luật pháp. Nói xong, y lấy ra một tờ văn kiện trên bàn đưa cho tần khối nói, đây là bản phán quyết, mời thiếu thể xem qua. Tần cố nhận lấy vừa nhìn thì cao mày, ta cho rằng quy tử chính là con trai của thiếu thể, phải làm tội thêm mật bậc mới đúng. Còn hồ ly dò hoạt này, chưa chấp thầm mắng một câu nếu y thực sự làm như vậy thì tần cố nhất định sẽ buộc tội y đến chết mới thôi liền nói ờ à, cũng không thể nói như vậy chúng ta chỉ là căn cứ luật pháp mà phán phạt chứ không phải là nhằm vào phạm nhân triệu thẩm phán nói có lý tần cố nhẹ nhàng thở hắt ra nói à, kỳ thật hôm nay ta đến chính là hy vọng đại lý tự có thể chấp pháp theo lẽ công bằng ngàn vạn lần không cần e giải ta ta tuy là thiếu tể nhưng mà tuân theo hết thầy phán quyết của đại lý tự y đã nói đến nước này rồi chưa chắc chỉ có thể đứng lên nói đa tạ thiếu thể có thể đơn giải và còn ủng hộ đại lý tự chúng ta triệu mỗ thực sự là vô cùng cảm kích Đầu có đâu có tần cố liên tục xua tay đột nhiên hướng tới lý kỳ nói dù mặt sứ có điều gì nói không lý kỳ còn chưa có đi ra khỏi màn kịch của tần cố liền a à lên một tiếng cười ha ha à, à, có điều ta muốn hỏi thiếu thể đã nói rồi tần cố nói và chúng ta sẽ không quấy rầy chưa thẩm phán xử lý công vụ nữa hai người lập tức đứng dậy cáo từ triệu chấp nhìn bóng lưng của hai người rời khỏi thì lầm bầm không hổ là hai người giàu hoạt nhất đại tống ta ra đến bên ngoài đại lý tự lý kỳ duỗi tẳng cái lưng mệt mỏi tần Cối nói xu mật sứ hôm nay thời tiết tốt tại sao chúng ta không đi bộ một chút lý kỳ quay đầu nhìn về phía tần cối nói ta cũng đang có ý này mời tần cối vừa đi vừa cười nói xu mật sứ hai chúng ta tranh tranh đấu đấu lại là lợi cho tên lý cương này à? phải biết rằng tư pháp viện này chính là một tay lý kỳ bày ra hơn nữa, cho dù là hiện tại, tất cả mọi người đều cho rằng Lý Kỳ bày ra nhị viện chính là muốn làm suy yếu quyền lực của Tần Cối. Nhưng ai cũng biết đây là chiêu số giết địch một ngàn mà tự tồn thương tám trăm. Hiện tại Tần Cối đã nếm trái đắng rồi, nếu như hình bộ còn trong tay y, làm sao có thể xuất hiện cái loại sự tình này? Cho dù Lý Cương bây giờ hay là hình bộ tương thư, cũng không phải là loại lương thiện gì, không dễ chọc vào nha. Lý Kỳ nói xong, đột nhiên lại nói, tuy nhiên thái độ của thiếu thể thực sự là thay đổi rất nhanh à, ta cũng sẽ có chút phản ứng không kịp. Tân Cối cười ha hả nói, Số <laughs> mặt sớ khiêm tốn, Viện này chứng cứ vô cùng xác thực mà viện tư pháp lại không chịu nề mặt ta, mở một mặt lưới cho quyền tử thì ta hạ tất phải bày vậy mà đắc tội với đại lý tử. Hơn nữa Lý Cường rõ ràng chính là muốn lấy ta lập uy, thể hiện quyền uy của mình, ta đấu với tư pháp viện ông ta trên luật pháp. Hừ, đây không khác gì lấy trứng trọi với đá. Hừ, lừa ai chứ? Ngươi tưởng ta không biết sao? Chắc chắn đêm qua ngươi đi thăm dò cách nhìn của hoàng thượng đối với chuyện này, Lý Kỳ tâm sáng như gương nói, Ê, thiếu thể có thật là người thông minh nha, thật ra đắc tội với tư pháp viện cũng không có gì, dù sao tư pháp viện chỉ là quyền lực tra án, nếu đắc tội với đại lý tự, tiêu hai này mà đi vào chắc chắn là không bù đắp đủ tổn thất, nhưng mà ta nghĩ thiếu thể sẽ không cứ bỏ qua như vậy chứ. Tần cối thật ra là cũng không có dấu diếm, hiện tại y đã không e ngại Lý Kỳ rồi, ý vị thâm trường nói, ngày tháng vẫn còn rất dài, Lý Cương chẳng qua là thủ hạ bại tướng, có gì phải sợ trước đây y và lý kỳ bố cục khiến lý cương vào bẫy nhân cơ hội đuổi lý cương khỏi kinh thành thế cho nên khi quân kim xuôi nam bên cạnh triệu hoàn chỉ có một mình lý kỳ có thể nói chuyện nếu lúc ấy lý cương cũng ở đây có thể sẽ tạo thành phiền toái vô cùng lớn cho lý kỳ lý kỳ vội hỏi ai à, nói tới nói lui ngài đừng có nghĩ là kéo ta xuống nước chuyện trước đây nói ra đối với ai cũng không tốt tần cối nói điều này tất nhiên là ta biết lý kỳ lại hạ thấp giọng nhưng mà phu nhân sẽ chịu bỏ qua như vậy tần cối khóe mồi khẽ giật giật vài cái nói về việc này, ta còn muốn mời xu một sứ chỉ điểm ta mấy chiêu. Lý kỳ kinh ngạc, à? chỉ điểm cái gì? Thần cối thở dài, nội tử ngu muội vô tri, chỉ biết ta là thiếu thể lại không biết tình huống hiện thời. Đêm qua ở nhà nổi dần đùng đùng khóc lóc một đêm, bà ta nghĩ cách cứu quyền tử ra, thực sự khiến người ta đau đầu nếu để cho nội tử biết được khuyên tử còn phải ngồi tù thì nhất định sẽ không từ bỏ ý đồ nói không chừng còn có thể đến đại lý tự tranh cãi ở mỹ <laughs> đến qua đến phương diện này trong nhà xu mật sứ vẫn hết sức hòa thuận với kinh thiết sử lại vô cùng ân ái tương kính như tân khiến người ngoài ghen tị vô cùng vì vậy muốn lãnh giáo xu mật sứ mấy chiêu để nội tử có thể yên tĩnh hóa ra tiểu tần đúng là bị vợ quản thúc chặt nhà đừng đừng là thiếu tể lại bị buộc phải nhờ đồng lưu dạy cách ngự thê thật là có đủ đau buồn mà lý kỳ cố nén cười không ra tiếng nói Thiếu tệ không phải là đang nói đùa chứ. Tần cối về mặt xấu hổ, nhưng nghĩ đến con cọp cái trong nhà kia, vẫn là chắp tay nói. Tần mỗ là báo dĩ thành tâm, xin lãnh giáo xu mật sứ, vẫn mong su mật sứ có thể vui lòng trì giáo. Như vậy à, Lý Kỳ chấm ngâm một lát nói. Như vậy thiếu tệ, lát nữa ngài về nhà nội trận lôi đình, nói mình giữa không đội trời chung với tư pháp viện, muốn tới cho hoàng thượng vạch tội Lý Cương một phen. Nếu có thể vạch tội, ta đã sớm vạch rồi. Tần cố liền vội vàng lắc đầu, ê, không thể, không thể. Người hãy nghe ta nói hết đã, Lý Kỳ cắt ngang lời của Tần Cối lại nói: "Chuyện này đương nhiên là không thể nếu như ngài náo đến chỗ hoàng thượng, không phải hoàng thượng biết được lệnh công tử tổn hại luật pháp, tụ chúng ngầu đà đó sao? Vậy thì đối với tiền đồ của thiếu tề và lệnh công tử cũng không là một chuyện tốt. Nói không chừng hoàng thượng còn có thể tăng thêm hình phạt, nhưng thiếu tề ngài phải làm bộ như không biết trước mặt lệnh phu nhân, cùng chung mối thù và cô ta, như vậy có thể đem oán khí của cô ta chuyển sang người Lý Cương, không đến mức tức giận với thiếu tề ngài, sau đó lại an bài một người ngăn cản thiếu tề, đem những điều này phân tích rõ ràng." Lệnh phu nhân vừa nghe, nếu thiếu thể ngài thượng tấu tố tội lý cường ngược lại sẽ làm cho việc này lớn hơn nữa lệ công tử có thể chịu tội nặng hơn như vậy lệnh phu nhân nhất định sẽ nói lời ngăn cản thiếu thể nhưng vừa rồi không phải bởi vậy mà trách cứ thiếu thể tuy có không cam lòng nhưng cũng chỉ có thể bỏ qua thôi tần cối nghe được thì đôi mắt chuyển động lập tức vui mừng nhấn mày liên tục chắp tay nói đa tạ xu mật sứ chỉ giáo đa tạ xu mật sứ chỉ giáo Đầu có đâu có lý kỳ cười nói nhưng mà thiếu thể việc này chỉ là vài tên vấn bối tiểu đà tiểu nháo thiếu thể cũng đừng để trong lòng Sao tần cố lại không rõ lý kỳ là có ý gì? Chính là bảo y đừng đem oán hận này chút lên đầu cao nhà nội bọn họ. Kỳ thật có lý kỳ bao che, hơn nữa còn có tư pháp viện ở bên cạnh nhìn chằm chằm, y cũng không dám bằng động. Sao không làm một thuận thủy nhân tình, liền vội vàng nói. Dù một xứ quá lo lắng, ta đây tất nhiên là hiểu được. Hôm sau, trên đại điện, đợi sau khi thương thảo chính sự xong, triệu giai dường như vẫn chưa thỏa mãn, uống một ngụm trà lại hỏi. Hôm qua tam hoàng tử của chấm hỏi chấm làm sao mới có thể được coi là một vị quan tốt? Câu này cũng làm khó chấm rồi. Không biết chưa vị ái khanh có giải thích gì đối với chuyện này. Một vị ngự sử đại phu liền đi ra nói người làm quan là tài đức hoàn toàn. Triệu Giai gật gật đầu. Lại có một vị đại học sĩ đứng ra nói người làm quan là tâm mang nhân nghĩa mới là quan trọng nhất là trí công vô tư. Quần thần đều hăng hái lên tiếng dường như là nói chính mình. Triệu Giai nghe nửa ngày cười gật đầu nói. Ái Khanh nói đều đúng vô cùng, nhưng chậm cho rằng người làm quan đầu tiên là có thể phục chúng. Cho dù Khanh tài đức vạn toàn, cho dù Khanh nhân nghĩa vi hoài, cho dù Khanh trí công vô tư, nhưng nếu không thể phục chúng người, lấy cái lãnh đạo dân chúng, người không thể lãnh đạo dân chúng thì làm sao có thể giúp chấm thống trị quốc gia tốt. Vì vậy có thể khiến cho chúng tâm phục khẩu phục mới là điều người làm quan nên chú trọng nhất. Nói tới đây y dừng lại một chút, lại nói, đương nhiên, chấm tin tưởng ái khanh của chấm đều rất được dân chúng kính yêu, nhưng có vài khuyết điểm các khanh vẫn chưa tạo thành khả năng cũng sẽ tạo thành ảnh hưởng không tốt đối với con đường làm quan của các khanh nói thí dụ như là thân nhân của các khánh, hoặc là nói con trai phu nhân của các khanh trước đây trong gặp qua rất nhiều công tử của đại thần kiều dương ương ngạch Lam sang làm bệnh lời này vừa nói ra quân thần đều đã chấn động hoàng đế này là có ám chỉ gì khác cả quý vị và các bạn thân mến chúng ta vừa theo dõi tập 421 của bắc tống phòng lưu hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong tập 422.